Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Vietful Face. Và hôm nay chúng tôi sẽ review cho các bạn một mẫu nón ở phân khúc tầm cao cấp nhất của hãng LX2 đến từ Tây Ban Nha. Đây là một dòng nón mà hãng rất chú tâm và phát triển vào đầu năm 2019 với các thiết kế lấy từ trường đua, cảm hứng từ trường đua MotoGP. Và đây là một chiếc nón được trải nghiệm bởi các tay đua của Moto2, Moto3 và thậm chí là MotoGP để áp dụng lên chiếc nón này. Thì mẫu nón này có hai phiên bản của LX2 họ sản xuất, đó là phiên bản carbon cao cấp full carbon và phiên bản là sợi hữu tinh. Với hai phiên bản này họ có hai mức giá khác nhau dành cho người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa. Và bây giờ mình sẽ khui mẫu nón này cho các bạn cùng xem. Thì ở bên ngoài, sau khi khui ra khỏi thùng thì chúng ta có gì? Một cái bao, một cái dạng như túi xách đựng nón rất là chuyên nghiệp và giúp cho chúng ta nhận biết đây là một sản phẩm rất cao cấp. Chiếc túi này chúng ta dễ dàng bảo quản ở nhà, tránh bụi bặm hay là tránh va chạm va đập, hay là khi chúng ta đi du lịch chúng ta xách đi cũng rất tiện lợi. Và bên trong họ thêm một lớp nữa là cái này là bao đựng nón. Ở những dòng nón cấp thấp thì họ chỉ có những bao đựng nón thế này thôi. Ở dòng nón này thì họ thêm một cái túi ở ngoài nữa. Thì bao đựng nón là giống như một cái túi gút các bạn, dễ dàng cho các bạn bảo quản hay là xách đi như cái ba lô băng chéo rất là tiện lợi. Thì chúng ta xem còn phụ kiện bên ngoài là cái gì nữa. Phụ kiện ở đây họ cho chúng ta một cái miếng gọi là chúng ta đệm hai bên tay, hỗ trợ cho những người bạn ngồi cận thị chúng ta dễ dàng mang kính mà không bị cấn hai bên tay, rất là thuận tiện, rất là êm. Và một cái miếng nữa họ là đệm sau cổ để chúng ta tránh mỏi. Cái miếng này cũng có thể sử dụng để làm gối ngủ trên máy bay. Thì đây hãng họ tặng cho chúng ta thêm pin lốc để chống mù, chống mờ kính khi chúng ta đi thời tiết lạnh chúng ta hơi thở ra. Thì rất là cao cấp cho cái dòng nón này với những phụ kiện như thế. Và đây bạn đang khui cho các bạn xem, đây là mẫu LX2F327 phiên bản full carbon. Các bạn thấy vân carbon nó rất là sâu và rất là đẹp. Và sẽ đi vào tổng quan bên ngoài của chiếc nón, chúng ta có thấy là có tổng cộng 3 điểm lấy gió vào, là một điểm ở dưới cầm. Chúng ta bật nút với hai cái chế độ, là hai chế độ lấy gió. Chúng ta muốn lấy gió nhiều hay ít thì chúng ta lựa chọn cái nấc cho phù hợp. Và phía trên đỉnh đầu thì chúng ta có thêm một cái điểm lấy gió nữa ở nhỏ ở trước đỉnh đầu ngay trên trán chúng ta một xíu. Rồi, và thực tế trên đỉnh đầu nữa thì chúng ta có thêm hai cửa sổ lấy gió hai bên, có thể điều chỉnh được lượng gió vào. Và phía sau thì chúng ta thấy thêm là có hai điểm xả gió ra. Thì hai điểm xả gió này thì với dòng cao cấp này họ cũng làm luôn cửa sổ để đóng mở các bạn. Đó, như những dòng nón khác thì phía sau họ không có cái nút đóng mở đâu. Thì với dòng nón này thì họ làm thêm hai cái cửa sổ đóng mở. Tùy thuộc chúng ta đi vào thời tiết lạnh hay chúng ta muốn giữ ấm thì chúng ta không cần phải mở cái đó ra. Thì ở bên hai bên má hai bên chúng ta thấy có thêm có điểm lấy gió nữa, hai bên ốc trái và phải có thêm hai điểm lấy gió nữa. Thì đây là một dòng nón có thể là mát mẻ nhất từ trước đến giờ mà LX2 làm. Thì nón này đạt tiêu chuẩn ECR22 của châu Âu, Asia Fit dành cho đầu người châu Á rất là tốt. Và một điểm đặc biệt nữa là dòng nón này có hai kính các bạn, kính trắng bên ngoài và kính đen bên trong. Thì để nói sơ về kính bên ngoài thì đây là một phiên bản dành cho MotoGP, cho nên họ rất chú trọng tới cái tầm nhìn của nón. Thì mình nhận thấy đây là mình đã từng so sánh rất nhiều cái dòng nón khác của LX2, thì đây là dòng nón có tầm nhìn rất là rộng, bao phủ từ trái qua phải trên dưới thì mình thấy cái góc độ nó rất là rộng. Mình đã đội thử và thấy đi phố rất là tuyệt vời, để chúng ta nhìn thấy được các chướng ngại vật xe từ phía sau băng lên hay là từ trong hẻm đâm ra thì chúng ta dễ dàng nhận thấy và dễ dàng thao tác, hay là dễ dàng có thể tránh được những cái rủi ro. Thì phía dưới mình thấy thêm một cái gọi là che mũi. Che mũi miếng này thì nó sẽ một phần nào đó giúp cho hơi thở chúng ta sẽ đi ngược đi xuống phía dưới và ra ngoài, chứ không có thổi trực tiếp lên trên kính.
thì có một biện pháp là hỗ trợ hạn chế cho bị mù kính các bạn. Thì kính ngoài chúng ta có thể lóc lại được đó, chúng ta khi bấm xuống thì sẽ lóc lại luôn, không mở lên, hoặc chúng ta để mở như vậy thì gió nó vẫn vào, phù hợp với các bạn muốn đi cho tốc độ thấp hoặc tốc độ nhanh, chúng ta bấm lóc lại luôn. Rồi kính đen bên trong thì có một cái công tắc phía bên phải đó, có một cái chỗ bên phải cho các bạn đẩy ra sau thì kính hơi xuống. Và đặc biệt mình thấy cái kính này có một cái điều đặc biệt nữa là các bạn sẽ thấy là kính đen bên trong cực kỳ sâu, sâu qua xuống tới mũi luôn, và cảm giác khi chúng ta đội vào chúng ta bật kính đen xuống thì giống như là chúng ta đang đi một cái kính ngoài màu đen luôn, chứ không cảm giác đang đi kính trong màu đen nữa, vì nó không có đoạn hở nào cả, thì giúp cho tầm nhìn chúng ta bao quát hơn và nhìn tốt hơn, tránh được những tia chói của nắng mặt trời khi chúng ta đi cực chiều nắng. Và dòng này là dòng cao cấp nhất của LS2 và có hai phiên bản, là phiên bản full carbon và một phiên bản nữa, phiên bản với giá thấp hơn khoảng 120 đô. Thấp hơn 120 đô thì đây là phiên bản thủy tinh, sợi thủy tinh với hai màu đang có sẵn tại Vietnam Face, đó là màu trắng đỏ đen đó, chỉ khác nhau cái chất liệu làm nên vỏ nón thôi các bạn. So sánh trọng lượng của hai chiếc nón full carbon và sợi thủy tinh này thì mình khi mình cầm trên tay thì không nhận thấy quá là sự khác biệt. Trên nhau nhà sản xuất họ đưa ra trên nhau thông số là trên nhau khoảng 50 gram thôi, thực sự là không quá khác biệt. Nhưng mà với bạn nào yêu thích sợi vân carbon và chất lượng viên carbon sẽ tốt hơn và dài hơn rất là nhiều, thì một cái giá trên nhau 120 đến 130 đô thì cũng đáng để chúng ta cân nhắc và xem xét. Và đây là thêm một chiếc 327 phiên bản thủy tinh nữa với màu xám đen, rất là mạnh mẽ, rất là lầm lì, phù hợp cho những bạn là không thích quá là nổi trội nhưng mà vẫn có một cái phong cách rất là mạnh mẽ. Và với chiếc nón này các bạn có thể dễ dàng tháo các lớp mút bên trong để dễ dàng vệ sinh giặt giũ sau một thời gian các bạn sử dụng mà nó bắt đầu có bốc mùi, hay là các bạn cảm thấy khó chịu, chúng ta có thể tháo ra để giặt giũ vệ sinh. Thì nó liên kết với vỏ nón bên ngoài bằng những cái nút nhựa bên trong, thì họ đã có cải tiến ở cái mẫu này ở cách liên kết với vỏ nón bên ngoài. Thì bây giờ vận động viên của mình sẽ tháo cho các bạn xem. Thì có tổng cộng 3 bộ phận chúng ta cần phải tháo ra, đó là ở trên phía trên thì sẽ có miếng lót ở trên đỉnh đầu, chúng ta chỉ cần tháo ra nhẹ nhàng mà thôi, theo từng khớp của nó, các bạn cứ tháo nhẹ nhàng từng khớp thì nó sẽ ra được. Và ở hai bên má chúng ta cũng dễ dàng tháo hai má ra luôn nha, chúng ta cứ thò tay vào và chúng ta lắc nhẹ thì nó sẽ có một tiếng tách, chúng ta tháo từ ra. Khi gắn vào chúng ta chỉ cần bóp vào đúng vị trí là được. Đấy, rất là thuận tiện vậy nha. Thì chúng ta tháo ra hết, chúng ta giặt bằng dầu ở đầu và sau đó xả, nếu các bạn chịu khó thì xả bằng comfort hoặc downy cho lớp mút nó mềm và êm hơn. Chúng ta phơi ở nắng râm, không sử dụng máy giặt các bạn nhé, hoàn toàn giặt tay 100%. Và mình giới thiệu thêm ở cái khóa nón. Rồi với phiên bản carbon này mình giới thiệu các bạn, đó là cái khóa nón họ sử dụng theo chuẩn D-Rin. Dành cho các tay đua, và với cái chuẩn này thì hơi khó thao tác một xíu nữa các bạn mang găng tay, nhưng bù lại đây là cái chuẩn mà vững bền nhất dành cho các khóa sử dụng mà nếu đi đường dài thì sẽ khó thao tác một chút, nhưng mà các bạn làm quen thì sẽ rất là dễ dàng. Rồi với phiên bản bằng thủy tinh thì họ đã thay đổi cái khóa khác, đó là khóa bằng thép không rỉ, khóa lẫy ở phía dưới. Thì mỗi phiên bản họ sẽ nhắm tới một đối tượng khác nhau và họ thiết kế cái khóa nón khác nhau. Với dòng này thì họ sử dụng thép không rỉ, và các bạn có để ý là cái khóa nón, cái độ dài của nó họ đã làm ngắn hơn rất nhiều so với khóa nhựa của những dòng cấp thấp, thì điều này giúp cho các bạn dễ thuận tiện, dễ tìm. Khi không cần nhìn vào, các bạn cũng có thể cảm giác bằng tay để có thể xỏ vào cái locker rất là nhẹ nhàng đơn giản. Và tháo ra chúng ta chỉ cần nắm cái chốt cổ đỏ, chúng ta kéo ra dễ dàng tháo ra được. Thì với chốt nón này có nhiều cái tăng đưa, có nhiều vị trí giúp cho các bạn tăng đưa, các bạn điều chỉnh sao cho phù hợp với cái vòng đầu của mình nhất. Có đầy đủ 4 size ML, XL và 2X, phù hợp với hầu như tất cả vòng đầu của Việt Nam. Và nếu các bạn quan tâm tới sản phẩm này, có thể liên hệ tại website vietnamfire.com hoặc liên hệ tại fanpage chúng tôi để tôi trả lời các bạn nhanh nhất có thể. Và có thể đến trực tiếp shop để trải nghiệm sản phẩm này các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.
lắm.